Chào các bạn, hôm nay mình sẽ học cái từ T và S ghép với nhau để ra cái tiếng Lúc trước mình có phát âm theo cái kiểu của thầy Kenny, thầy đẹp trai đó. Mà cái kiểu này nó lười và nó không có chuẩn, mà nó sẽ gây ra rắc rối cho cái người hiểu mình. Từ nào mà mình cũng ăn gian hay là mình lười phát âm cái kiểu đó, người ta sẽ đánh giá mình là cái người lười và thứ nhì kém học. Thực sự các bạn đã học quá nhiều trong trường rồi, các bạn mà còn lên đến YouTube để tìm ra mấy tài liệu này để học phát âm cho chuẩn thì các bạn không phải là người mà kém học. Thì các bạn không có nên bỏ ra khoảng 10 phút để học theo cái kiểu phát âm cho lười, cho xong. Bạn bỏ thêm 2 phút nữa, tất cả 12 phút so với 10 phút thì bạn sẽ chuẩn được 95 đến 100%. Bạn đã học quá nhiều rồi, tại sao bạn bỏ công để học tạm thôi? Mình bỏ chút, thêm một chút xíu sức nữa và mình học cho chuẩn và mình sẽ rõ ràng, mình nói rõ ràng, mình sẽ tự tin hơn, người ta sẽ không hiểu lầm mình. Cái chữ T và tiếng Anh nó sẽ có cái tiếng Cái cách dễ nhất để coi các bạn có phát âm cho chuẩn không đó, mà đủ hơi không đó, tại vì mình cần phải nghe cái hơi đó, là mình bắt chước cái kiểu của thầy Thái Vi Lan dạy. Lấy cái miếng tờ giấy để cách cái miệng mình khoảng 5 cm thôi, phát âm. Mình phát âm đủ gió, đủ mạnh đó, nó sẽ nhích cái này. Mình phát âm yếu quá theo cái kiểu tiếng Việt của mình nó sẽ ra thờ. Ok, trong tiếng Anh nó có 4 cái tiếng mà nó cần mình phải phun ra hơi như vậy, nó là P, K, Q và T. Cái chữ S nó sẽ có cái tiếng S. Nó không phải là sờ. Bỏ cái khúc ờ đó của chữ sợ của mình, nó ra cái khúc đầu thôi. Các bạn mà càng làm cái chữ S nó càng bén như vậy, nó sẽ dễ cho các bạn phát âm cái tiếng T hơn. Cái chữ mà mình đã biết rồi đó là ST. ST mình ghép với nhau là cái này mình đã biết rồi, mình đã quen rồi, như street hay là stop, mấy cái đó mình đã quen nói rồi. Cái mà mình hiếm phát âm đó là t. Thì bây giờ mình cũng tập lại cái kiểu đó luôn, mà ngược lại T và S. Will thì dễ làm mà, tại Will biết làm tiếng này. Các bạn cần phải tập cái này chắc mấy lần nữa các bạn mới quen được. Nếu mình nghe không quen thì mình sẽ phát âm không quen, thì mình sẽ dễ nhầm qua cái tiếng S hay T. Cái tiếng T là chính giữa. Cái cách dễ nhất để cho tập cho cái miệng mình nó quen phát âm ra và để biết phân biệt ra cả hai đó, thì mình tập có 10 giây mỗi sáng, 10 giây mỗi chiều, 10 giây buổi tối thôi. Mình làm như vậy hoài cho khoảng 1 tuần thôi. Mình làm như vậy thì cái miệng của mình nó sẽ quen. Nó quen rồi mình sẽ phân biệt ra S và T được. Mà chừng cái miệng của mình mà phân biệt ra được rồi thì cái lỗ tai của mình cũng sẽ dễ phân biệt và nghe hơn. Cái cách hồi nãy vui dạy là mình càng nói nó càng nhanh đó, nó sẽ càng dính với nhau, cuối cùng nó ra cái tiếng T. Nếu mà bạn làm cái kiểu đó hoài mà không được, cái này là cái cách thứ hai. Các bạn nhe răng ra để làm ra cái tiếng S như hồi nãy. Răng của mình nó sẽ như vậy, hàm dưới, hàm trên. Lúc nó khép lại như vậy đó, thì cái lưỡi của mình là khoảng đây. Nó cách răng của mình khoảng nửa cm thôi, nó mới ra cái tiếng S được. Mà nếu lưỡi mình nó bít răng của mình lại, nó sẽ không ra tiếng được. Trong lúc bạn đang ém nghe cái tiếng như vậy đó, mà cái lưỡi mình nó bít lại mấy cái lỗ trong răng của mình đó, nó bít lại cái tiếng nó ra không được. Mình vẫn tiếp tục gắng thở cái tiếng, mình thở ra mình ém cái tiếng đó. Lúc mà mình rút cái lưỡi đi rồi đó, nó sẽ ra giống như cái tiếng mạnh hơn, cái tiếng mà bị bít, xong rồi nó ra cái tiếng, cái đó là cái tiếng. Bạn cứ tập làm cái tiếng bít rút lui, bít rút lui, bít rút lui. Có tiếng. Bạn nào mà thức về ngành beatboxing đó thì bạn phát âm cái tiếng n trước, sao nghe, bạn ghép hai cái đó với nhau là bạn sẽ có cái tiếng đơn giản nhất và cái tiếng sử dụng nhiều nhất trong beatboxing, nó sẽ các bạn nào mà mai mốt nữa mà nổi tiếng về beatboxing đó xin nhớ đóng wheel nha. Bây giờ mình sẽ tập mấy cái từ đơn giản mà có 3 chữ thôi ghép với s, như cái từ lot, 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 rồi plural lots, 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 lots. Nhớ đó, mấy cái từ mà có thi như vậy đó, mình đến cái chữ, mình đến cái tiếng cuối mình phải ngưng. Nó là lots hay lot. Đừng có gán đọc nguyên chữ ra một tiếng, như vậy sẽ sai, như vậy sẽ không chuẩn. Cái từ lots, 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 nó sẽ khác. Nếu mà em đọc nguyên chữ mà không ngưng nó sẽ ra loss, nghĩa khác. Lots, loss, lots, loss, lots, loss. Mit, 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 miss, mit, miss, mit, miss. Hat, 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 hats, 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 has, hats, has, hats, has. Bet, 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 bets, 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 bet, bets, 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 best, best, bets, best, bets, best, bets, best. Cái này, cái từ này nó hơi khó thì tại vì nếu mà nó không phải là bets, nó có thể là best. Mình sẽ switch around cái từ s và t. Kit, 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 kits, 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 kiss, kits, kiss, kits, kiss. Bây giờ một lần nữa. Lots, loss, lots, loss. Mitts, miss, mitts, miss. Hats, has, hats, has. Bets, best, bets, best, bets. Kits, kiss, kits, kiss. Mấy cái từ hồi nãy nó đơn giản, nó có 3 chữ thôi, mình có thể đọc nguyên cái chữ đó xong rồi ghép với s, như lot, lots, lots, lots. Mà mình càng đọc nhanh nó sẽ trở thành lots, 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 lots. Thì sao mình đừng có gắng kiếm cái cách để mình ăn gian nó, đừng có kiếm cái cách để cho mình dễ làm nó hơn, là tại vì mấy cái từ này mình có thể ăn gian như vậy, mà mấy từ mình nó khó hơn, phức tạp hơn một cái mình sẽ quen cái miệng thì nó rất là khó sửa. Các bạn mà học đến đây rồi đó, xin pause cái video này lại, đứng dậy, giãn ra, giãn tới, giãn lui, đi ăn, đi uống, làm cái gì nghỉ ngơi một chút xíu, tại các bạn học quá nhiều rồi, các bạn cần cái thời gian cho nó thấm vào và nghỉ ngơi rồi bạn mới học tiếp được. Ok, Will hy vọng là các bạn đã nghỉ ngơi rồi đó. mấy cái từ sau này nó là 4 từ kèm với s. Mấy cái 4 từ này á, mình không có ăn gian như cái kiểu trước được. Coi tiếng Việt của Will nè. Lúc Will học đó, Will học cho có, để hiểu, để nói cho xong. Will ăn gian nhiều từ, Will lười nhiều từ. Cuối cùng bây giờ cái ngôn ngữ mà Will học để nói nó bị cứng cái miệng và nó cứng vào đầu rồi. Bây giờ mà Will muốn học viết thì Will sẽ viết theo cái cách Will nói, thì nó sẽ sai nhiều chính tả. Và Will có nhiều từ Will không có biết lúc nào sử dụng giờ, vờ hay giờ, sờ hay sờ. Cái này là cái hối hận lớn nhất của Will lúc học tiếng Việt. Thì các bạn mà chưa bị cứng lưỡi lúc học tiếng Anh, lúc mình đang học cái ngôn ngữ, mình chưa có quen cái miệng, đừng có tập mấy cái thói quen xấu. Các bạn gắng học cho mấy cái tốt, mấy cái càng chuẩn càng tốt. Nó cứ chuẩn tới đâu lúc bạn nói, cái accent của bạn cũng sẽ giảm nó đi, cũng sẽ phá đi cái cách của bạn nói. Hy vọng là nó có tuột tới đâu, nó có tệ tới đâu, các bạn cái sự chuẩn của các bạn sẽ rút xuống tới khoảng 80% thôi. Đừng có nhắm trên 50% mà, tại vì từ đó nó sẽ rút thêm nữa. Đến khi mà người ta rất khó hiểu bạn thì người ta không muốn nói chuyện với bạn bao nhiêu hết. Như cái từ dent, mình vẫn phải đọc cái từ dent ngưng rồi dent. Đừng có gắng đọc dent. Đọc ra được dent rồi thì mình sẽ dễ phát âm ra dents. Mint. Packed. Ducts. Paints. Nhớ đó, các bạn mà không có đọc cái tiếng tss cho đúng đó, hay là bạn không có ngưng trước khi đọc ra cái khúc đầu của nó sẽ ra một tiếng, mà cho nó ra một tiếng nó sẽ ra cái nghĩa khác. Như cái từ dance, mints, packs, ducks, paints. Rồi nhớ nó, lúc mình phát âm nó rồi đó, mình đến cái chữ T rồi mình ngưng lại một chút, rồi mình mới phát âm ra. Mấy cái từ khó nhất là mấy cái từ mà nó có mấy cái chữ S, T, S khúc cuối của chữ. Như cái từ artists. Thì nhớ lúc đầu á, tôi dạy các bạn phát âm ra theo cái cấp thứ nhì đó là đấy, bạn phát âm ra S bị bít lại, vẫn gắng ép ra cái tiếng. Rồi lúc mình rút cái lưỡi nó sẽ ra Bây giờ mình đọc nó, khúc đầu á, mình đọc ra mình phải có S rồi mình ngưng, xong cái sau đó như test. Đừng có test. Okay. Test ngưng. Rồi nhanh lên, test. Bạn làm như vậy hoài bạn sẽ quen miệng thôi. Lúc đầu nó khó, Will biết, mà mình cứ tập 10 giây bữa sáng, 10 giây bữa chiều, 10 giây bữa tối. Text. text, text. Next word, artists. Rồi cái golden rule của Will là học chậm. Kenny cũng dạy nữa, Kenny cũng nói là mình học nhiều quá mình bị tổ quả nhập ma. Đúng, chính xác. Đừng học nhiều quá. Trong trường mình học nhiều quá rồi lúc mình đi về, lúc mình tốt nghiệp rồi có ai nhớ mình học được cái gì không? Thì học từ từ. Thì cái từ TS này nó khó, nó cũng khó cho người bản xứ nữa. Thì mình phải tập. Example như hồi nãy Will cho. Sau đó phát âm nó ở trong một cái câu nói để cho nó quen cái miệng mình, cho mình quen miệng rồi. Lúc bạn nói chuyện nó sẽ dễ tự tin hơn.